2022. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bunga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc mới nhất của Twice, đó chính là ca khúc Fancy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. 5, 6, 7, lên. 2, 3, up, bùm bùm. Và mọi người đá chân lên, chung, chung, 1, 2, 3, 4, hey. Nó có chữ hey, mọi người sẽ bung ra ở nhiều hướng khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ đếm lại. 5, 6, 5, 6, 7. Đi. 1, 2, 3, 4. Và 5, 6. Bùm bùm chắc. Bùm 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 chắc. Quay hả. Phần này mọi người sẽ dùng ngực của mình xoay ha. Tay là sẽ xoay vòng tròn qua vào ngực. Ok. 5, 6, 7. Đi. 1, 2, 3, 4. Và 5, 6. Pum pum pak pum pak pum pum hey. Rồi mọi người đi 2 bước sau đó nhảy. 1 và 2. Phần tay này lên trước. Ok, 2 đi. Pum pum pum. Rồi mình nhảy ra úp hai tay như thế này. Và nhảy hai chân vô. Rồi đặt số 2, hai số 2 mà ngược lại nha. Mình không có để như vậy mà như thế này. Hất phần hông, hất lên. Up fancy. You. Rồi sau đó đặt hai tay như thế này. Mở qua 1, 2, 3. Bước chân, bước lùi, bước lên. Qua wow. Chỉ một cái. Ok, mình sẽ làm lại đoạn đó nha. 5, 6, 7. Đi. 7 và 8. Tung tung tung. 1, 2, 3. Hấp và hấp và hấp. Lướt, lướt, lướt. Đùng. Rồi sau đó mình sẽ đi 5, 6, 7. Và mình nhảy 8. Cái tay mình bật qua như thế này. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình đẩy qua như thế này. Và sau đó phần cổ tay của mình sẽ úp ngược vào trong. Pum pum pum. 2 đi. Pum pum pum. Và mình chạy qua. Chỉ tay như thế này hoặc là như thế này. Nó có hai cái tùy mọi người nha. Rồi mình sẽ đếm lại. 8. Fancy. Na 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 na. Rồi sau đó mình sẽ đặt cái tay qua như này. Pum pum pum. Và quay ngược lại. Pum pum pum. Rồi mình sẽ bước tiếp chân bên trái của mình đi lên. Fancy. Lặp lại cái câu đó một lần nữa. Rồi mình sẽ đếm lại nguyên câu nha. 5, 6, 7, 8. Fancy. Na 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 na. Cha da cha da cha. Bum bum. Rồi mình tiếp tục. Fancy. Rồi mình cũng làm một động tác giống vậy. Xoay và hấp. Cái phần này thì mình sẽ làm một lần thôi. Xoay và hấp. Rồi cũng nhảy cái chân giống vậy nha. 2 đi. Xoay và hấp. Đập cái tay phải. Đập tay phải qua gối của chân trái. 1 và 2 và 3 và 4 và fancy. Ú ú. Rồi ok. Bây giờ Bin sẽ đếm lại từ đầu tới cuối cho mọi người sẽ dễ tiện theo dõi cái động tác hơn. 2 đi. Bùm chắc. Nè nè nè. Bùm bùm bùm. Bùm bùm. 1, 2, 3, 4, 5. Chạy chạy. Chung chung chung. Bùm bùm. Fancy you. Bùm 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 bùm. Bước bước bước. Bùm. Đi 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 đi. Ha. Fancy. Na 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 na. Oh oh. Fancy you. Na 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 na. Fancy bùm ú. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với tốc độ chậm thử nha. Nếu các bạn thuộc rồi thì các bạn cũng có thể tự do ghép với tốc độ nhanh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, bùm bùm.
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, và bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Vin rất là mong là mọi người có thể sẽ hoàn thành được cái bài Fancy ngày hôm nay. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Vin để Vin sẽ có thêm động lực để làm các video tiếp theo. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn tất cả các bạn ở các video sau. Bye bye.